Đây là món nấm kho hạt sen, rất là ngon và thanh đạm. Nếu các bạn thích thì các bạn vào bếp làm cùng mình nhé. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm nấm kho hạt sen. Và cái món ăn này hôm nay á thì mình sẽ cần là 100g hạt sen khô. Mình đã ngâm qua đêm và mình đã nấu lên cho nó mềm rồi các bạn. Tiếp theo là mình sẽ có 50g nấm đông cô khô, mình cũng đã ngâm cho nó mềm ra luôn rồi. Và mình sẽ có boro, boro mình đã băm cho nó hơi nhuyễn ra để chúng mình khử lên cho cái món ăn của chúng ta nó thơm hơn á. Rồi mình sẽ có một muỗng canh dầu ăn nè, hai muỗng canh nước tương, một muỗng cà phê dầu hào chai, một muỗng canh đường cát trắng và nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình sẽ thêm hai muỗng canh nước lạnh nữa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món ăn ngày hôm nay của mình, rất là dễ và làm rất là nhanh luôn đó. Bây giờ mình sẽ cắt cái nấm đông cô này ra nha. Nếu các bạn có nấm đông cô nó hơi nhỏ thì các bạn để nguyên cái, còn cái này nó hơi to thì mình sẽ cắt ra cái miếng cho nó vừa ăn. Mình cắt ra làm 3, làm 2 á các bạn. Cái món nấm kho hạt sen này nè, nếu các bạn không có thời gian á thì tối trước khi các bạn đi ngủ á, các bạn có thể ngâm hạt sen cho nó mềm ra vào sáng sớm với nấm á. Sáng mình làm á thì nó rất là tiết kiệm thời gian của mình. Cái món này mình làm rất là nhanh, trong vòng khoảng 5-10 phút là mình sẽ có một cái món ăn rất là ngon rồi đó các bạn. Bây giờ mình cắt cho nó hết 50g nấm đông cô của mình nhé. Rồi mình cắt xong rồi nè các bạn, bây giờ mình qua bếp mình chế biến cái món ăn của mình. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên như thế này, mình cho nó nóng lên nha. Rồi mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn nè. Rồi tiếp theo mình sẽ cho boro vào, mình khử cho nó lên cho nó thơm, thiệt là thơm cái món ăn của mình luôn các bạn. Nếu các bạn nào mà ăn chay, mình ăn được tỏi thì mình có thể sử dụng tỏi. Hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng củ hành tím mình băm nhuyễn ra, mình khử lên cho nó thơm nha các bạn. Mình xào qua xào lại để cho cái boro của mình đó, nó vàng lên, nó thơm lên ha, cho nó đều. Khi mà cái boro của mình đó, nó vàng, nó thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho đầu tiên mình cho nấm nó vào nè. Mình cho hết cái phần nấm của mình vào luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xào cái nấm này trên cái lửa vừa khoảng 1 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm cái hạt sen vào nè, mình cũng đảo cho nó đều lên nè các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây là hai muỗng canh nước tương nè. Rồi một muỗng cà phê dầu hào chai nha. Rồi mình sẽ cho một muỗng canh đường vào. Mình đảo đều lên. Rồi tiếp theo là mình cho hai muỗng canh nước lạnh vào để mình kho. Cho cái gia vị nó thấm vào cái hạt sen và nấm của mình đó các bạn. Mình thấy nước nó hơi bị khô á. Bây giờ mình sẽ mở cái lửa nó nhỏ xuống, mình sẽ riu riu để cho cái nước nó từ từ nó rút vào trong cái nấm và hạt sen của mình, cái gia vị đó các bạn. Mình đảo như thế này khoảng 5 phút cho cái lửa riu riu nha.
Rồi mình đảo như thế này khoảng 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tiêu và mình sẽ trộn cho nó đều lên nha. Như vậy là cái món ăn của chúng ta nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chút nó ra dĩa và mình sẽ dùng chung với cơm trắng rất là ngon luôn á. Và đây là cái dĩa nấm kho hạt sen của mình đã xong rồi các bạn. Mình đem ra và mình trang trí thêm vài cái nhánh ngò lên cho nó đẹp mắt cái món ăn của mình á. Cái món này làm rất là đơn giản và lại rất là nhanh nữa. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món ăn thật là ngon cho gia đình của mình. Và mình chúc các bạn làm thành công nha. Chào tạm biệt các bạn.